Xin chào các bạn. Trước mặt các bạn là một thùng răng cào loại là VGF620A do tập đoàn Wigan sản xuất và phân phối tại Việt Nam. Thì sản phẩm này là do Vichắc nhập khẩu chính hãng và phân phối tại Việt Nam. Thì ở đây là hình dáng của một chiếc mũi cào VGF620A. Đó. Gồm cái phần gồm cái phần là cái mũi, phần thân và cái phần có phần phần trụ có thể xoay được. Bây giờ mình đóng lại. Thì ở trên mặt trên này các bạn, thì các bạn sẽ nhìn thấy những dấu hiệu được quy định bởi tập đoàn Vigan. Là ví dụ đây là 50, gọi là số này là số lượng răng cào trong một hộp. Kế bên ấy, là cái mã phụ tùng 2427836. Còn cái số 6001253 đó các bạn, đây là cái mã truy, cái số là truy xuất nguồn gốc đó. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy chữ VGF620A. Thì ở đây á, là nó ghi rất là rõ, đây là Generation A, tức là cái thế hệ A, thế hệ chữ A đó. Thì bên mặt bên thì các bạn sẽ nhìn thấy thông tin của nhà nhập khẩu, nó rất là rõ ràng, có QR code này, có mã vạch này, có mã phụ tùng này, có xuất xứ này. Đó là đây là những cái công bố của nhà nhập khẩu. Đó thì xung quanh cái thùng là như vậy cho các bạn. Đó, trước mặt là Wigan Group. Thì khi các bạn dùng xong cái hộp phụ tùng này, các bạn nhớ đừng có vứt đi nha, chúng ta sẽ dùng lại để mà đựng những cái vật dụng khác, ví dụ đồ nghề chẳng hạn. Đây, một cái mũi răng cào. Thì đó là cái phần xoay. Khi mà cái phần xoay này này, chúng ta sẽ đóng vào cái lưỡi cào, đóng bằng búa, thì nó sẽ thụt vào. Đó. Và khi mà cào bóc á, thì cái mũi răng này nó sẽ xoay như thế này. Đó. Thì nó xoay thì có tác động là làm cho cái mũi nó được mòn đều, tức là gia tăng cái tuổi thọ. Nếu mà cái mũi nào mà nó không xoay được là cũng là vấn đề nha các bạn. Cái phần nhọn nhọn đấy thì các bạn, đó chính là cái phần giá trị nhất của cái răng cào này. Nó được làm bằng hợp kim. Thì trong hợp kim này theo công bố nhà sản xuất, nó sẽ gồm một cái hàm lượng nhất định là silic này, carbon này, mangan này, chrome này. Đó, nó chính là cái phần mà phá cái mặt đường và chịu mài mòn lớn nhất. Và sau đó thì khi mà mòn hết cái phần này thì nó sẽ mòn tới cái phần thân, cái phần tròn tròn đấy các bạn. Đấy, và cuối cùng là sẽ mòn hết. Và nhớ là khi mà cái răng cào nó mòn rồi thì các bạn nhớ thay đi, chứ nó không là sẽ ảnh hưởng tới cái lợi cào. Mà cái lợi cào thì rất tiền. Đó, thì chúng ta nhớ phải kiểm tra trước khi vào ca, và khoảng hết nửa ca, tức là nửa ngày đấy các bạn. Thì các bạn nhớ là phải kiểm tra cái độ mòn của các răng và nhớ thay thế. Đó. Thì giá bán của cái răng cào này á, thì tùy vào cái thời điểm nhập và tùy vào cái nhà nhập, thì các bạn sẽ có cái mức giá khi nó phù hợp khi các bạn yêu cầu chúng tôi báo giá. Rồi, hẹn các bạn là vào một video gần nhất. Xin chào.